Chào các bạn, bây giờ là mình đi Hàn Quốc các bạn ơi. Cha mẹ ra tiễn đưa hai đứa các bạn. Đây cha với mẹ. Anh Hun giờ anh hai chở anh Hun, mình chở mẹ. Đó. Vui vẻ nha con. Dạ. Đó. Ông bà vậy nội thì mới đi ra nhưng mà giờ ông bà nội vô rồi. Đó. Rồi thôi giờ mình chuẩn bị mình đi các bạn ơi. Đi thôi. Vô bao. Hàn Quốc đi Hàn Quốc nè. Yeah. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ á mình và anh Hun đã đi tới sân bay rồi. Bây giờ mình với anh Hun đang ở trong ga đi nước ngoài. Thì mới vừa vô cổng luôn các bạn, thì ở đây có cái bảng thông tin chuyến bay nè. Thì mình coi ở trên cái thông tin chuyến bay á, có cái chuyến bay của mình thì coi là mình check in là mình làm thủ tục á các bạn, làm thủ tục lấy vé rồi đó, rồi gửi hành lý nữa. Thì coi mình làm thủ tục ở chỗ nào, ở quầy nào. Thì hôm nay là mình đi Vietnam Airlines các bạn. Đi Seoul. Thì check ở BCD. BCD. BCD đó. Rồi bây giờ mình đi thôi các bạn. Ok. Đi. Đi thôi. Các bạn ơi, chuyến này á mình đi á mình có đem theo một cái ba lô này nè. Thì cái gì ở trong đây thì sang bên hàng mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Mình nghĩ rằng các bạn sẽ bất ngờ luôn. Em hiểu. Lần này là lần đầu tiên chúng ta sử dụng Vietnam Airlines này ha. Đó thì bây giờ mình với anh Hôn đang xếp hàng để đi đằng đằng đó đặng mình check in các bạn. Thì mình book cho mình lấy vé á, rồi mình kiểm tra hành lý á, trong đó rồi sắp đi hành lý. Sao rồi nè các bạn. Bây giờ mình mới đi check in thì có được hai cái vé rồi, thì bây giờ mình sẽ đi ở đó mình sẽ qua một lần làm thủ tục nữa ngay chỗ đó các bạn. Thì mình sẽ làm thủ tục, thì đi qua đó thì không có cho quay phim gì hết các bạn ơi, cho nên là mình sẽ đi vô trong đó nha. Ô, em hiểu. Đó, các bạn có thể thấy là có rất là nhiều người đang đứng đợi đó để làm thủ tục đi qua đó. Xin chào các bạn, thì nãy giờ mình đã làm thủ tục xong rồi, đi qua hải quan rồi, thì hai đứa đã vô trong sân bay. Thì ngoài đó máy bay nhiều lắm á các bạn. Thì mình ở trong đây mình ngồi mình ăn một chút gì đó, rồi xong rồi mình sẽ chờ tới 11:45 thì bay sang Hàn Quốc. Thì cỡ khoảng 4 giờ Việt Nam, là khoảng 6 giờ sáng ở Hàn Quốc ngày 30 là mình sẽ tới. Chúng ta sẽ ăn karen ở đây. Rồi mình sẽ quay ngoài đây cho các bạn xem mấy cái máy bay bự. Luxury. Đó, mình đứng ở đây là mình thấy mấy cái máy bay ở đây luôn. Karen sống đại tên sân nhất nhé. Karen sống bay tên sân nhất có ngon hơn Jollibee không? Một câu hỏi chúng ta đặt ra. Nhưng mà trong đây là có 6 miếng gà các bạn. Chỉ có 6 miếng gà thôi. Nhưng mà 15 đô. 15 đô 17 đô. 15 đô cái gà. Nước này 2 đô. 2 đô hả? Chai nước này là 40.000, hơn 40.000, gần 50.000. Còn gà này là khoảng 300.000. Hơn 300.000 đó rồi. Ừ. Này khoảng 360. 60. Khoảng 360.000 như cái thịt gà này các bạn. Chàng ơi. Nhưng mà ăn ở trong sân bay thì hơi mắc hơn so với ngoài đó các bạn.
À không. Nếu mà ăn Jollibee thì chỉ một cái phần cơm bò 150.000. 150.000 ở đây gấp đôi. Còn chai nước này gấp mấy ta? Chai nước ngoài chừng 5.000. Nhưng mà đây 40.000. Đáp 4 lần. Mà nẻ không hốn, không sao đâu. Chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ lên máy bay nha các bạn. Đi. Let's go. Vietnam Airlines nhé. Máy bay này lớn quá. Dạ đúng rồi. Lỗ của mình là 40B với 40C. 40B, 40C nè. Để xe đúng không ạ? Dạ. Xe mình sang bên này đi giúp em nhé. Bên đây nè. Em lắm rồi. Rồi các bạn ơi, mình tới trong máy bay rồi. Máy bay này rất là lớn luôn. Bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ 40C và 40B của mình và anh Hôn. Wow. Đúng. Hello, các bạn ơi. Nãy giờ là cũng hơn 4 tiếng đồng hồ á. Mình trên máy bay á. Bây giờ mình đã tới sân bay Incheon ở Hàn Quốc rồi. Bây giờ ngoài trời là âm 1 độ. Mà anh Hôn nói mình á là không có lạnh, cho nên là hai đứa không có đem áo ấm. Mình mặc có cái áo mỏng dánh này nè. Anh cũng mặc áo gì đó. Lạnh run luôn. Tới sân bay Incheon rồi. Thì bây giờ mình với anh Hun á tới rồi. Mình làm thủ tục để nhập cảnh á. Xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để gặp gia đình. Cha với mẹ các bạn lái xe tới đây để đón mình với anh Hun. Thì bây giờ cha mẹ đang ở đằng trước. Anh Hun nó. Bây giờ mình sẽ tạo bất ngờ. Mình sẽ tạo bất ngờ cho cha với mẹ nha. Mình sẽ đi ra ngoài. Mình sẽ tạo bất ngờ cho cha mẹ. Tại vì anh Hun ảnh không có nói cái cổng hai đứa ra. Bây giờ ở đây đông người các bạn. Nhưng mà mình bây giờ ở đây đông người quá à. Nhưng mà mình với anh Hun đang đi kiếm cha các bạn ơi. Nhưng mà đi cà rút vậy. Núp mà. Tao bất ngờ. Đây là các bạn, mình thấy cha mẹ rồi nè. Cha mẹ đang ngồi ghế. Mẹ là người mặc áo tím, cha mặc cái áo xám xám kế bên các bạn. Đó, hai người đang ngồi đang đợi đó các bạn. Vô bôi. Mẹ hơi sợ cho nên là anh mới cha. Anh hồi cha đừng thù mẹ nha. Dạ đó, nó hầu mà chín lòng cái gì đó. Dạ, đi đâu mà đấy. Dạ, đốt đi đâu lòng chín lòng.
cha mình định quay phim hai đứa đi ra. Xin chào anh. Xin chào anh. À, em không mệt. Không mệt đâu anh. À, 안녕하세요. 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 마무리 하는 분이야. 네. Bây giờ mình với Nguyên gặp được cha mẹ các bạn. Bây giờ mình sẽ theo cha mẹ đi về. Và cha mẹ cũng mệt mà mình với anh Huynh cũng mệt luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cha mắc cười lắm ơi. Tại vì nãy cha đang cầm cái điện thoại lên định quay phim hai đứa đang đi ra. Canh hai đứa đi ra quay phim nhưng mà chưa hết hai đứa lại hù rồi. Ừ, dê rồi anh. Mà bé khó hiểu. Rồi thôi, bye bye các bạn nhi. Bye bye. Bye bye.